Vang vọng xin giao lưu và giới thiệu đến các bác một em đồng hồ đến từ Đức. Em này rất là độc lạ, thùng song tiện, thiết kế rất là đẹp, cao là 86 cm và bề ngang là 35 cm. Mặt này là mặt men, kính hai ô cửa sổ kính pha lê, các cột song tiện rất là đẹp. Chiếc này có hơn 100 năm rồi. Bên dưới thiết kế hình đuôi chuột, song tiện bên trên rất là đẹp như thế này. Bên này là vách kính, quả lắc cực kỳ là cách điệu này. Đây là cái mặt men nhá, củ gông có chuyện Dugo. Và đây là một cái chiếc máy này là máy mạ vàng ạ, mạ vàng rất là đẹp. Em test chuông, điểm chuông 30 phút, điểm chuông 15 phút một lần. Em test chuông để các bác nghe. Chuông bình bong nhá. Có thể nói là rất là đẹp luôn. Và đây là một chiếc rất là ít gặp. Tháo máy để các bác có thể chiêm ngưỡng được luôn. Các bác nhìn này, cỗ máy mạ một cái lớp vàng mỏng nguyên số series ở đây, rất là đẹp. Củ gông đây, rồi xin cảm ơn các bác.